Trước nhất thì tôi sẽ thông báo với các bạn vài cái thông tin. Thứ nhất, về cái hai cái đường link học thì chắc các bạn đã nhầm đấy. Tôi nói các bạn ở Cần Thơ vào một cái đường link tôi đã gửi, còn các bạn ở Tây Ninh và Long An, các bạn vào một cái đường link thứ hai mà tôi cũng đã gửi rồi hôm đó luôn rồi đó. Chứ không phải là mỗi bữa học chúng ta có một cái đường link mới, các bạn nên lưu ý chỗ đó nha. Tại vì các bạn ở Cần Thơ với đồ chú là cũng gần 80-90 người rồi, do đó phải các bạn ở Cần Thơ học với đường link riêng, còn các bạn ở tỉnh chúng ta học cái đường link riêng. Tuy nhiên cùng một cái máy thôi cũng không đề gì hết, tại vì cùng một cái đường link mà nó trên 100 người thì nó không cho truy cập vào và đường truyền nó cũng không tốt nữa. Rồi cái thứ hai nữa là tôi cũng nhắc là các bạn cố gắng chúng ta vào giờ trước 7:30 để có thể 7:35 là tối đa tôi sẽ bắt đầu bài giảng. Để sau 7:35 mà các bạn vào nữa thì tôi không thể quay lại cái màn hình để duyệt cho các bạn vào lớp. Tại vì tôi vừa dạy mà tôi vừa duyệt vào lớp thì không được. Do đó phải cùng một cái màn hình nó rất là khó. Do đó các bạn tranh thủ vào đúng giờ. Cái vấn đề thứ ba nữa tôi muốn trao đổi với các bạn đó là do tôi ở dưới đây cũng đang tập huấn vấn đề sử dụng máy thở trong cái điều trị bệnh nhân COVID. Thì suốt từ tuần này đến tuần sau thì dự kiến tuần sau tôi chỉ dạy được cho các bạn vào vào tối thứ năm thôi. Có nghĩa là tuần sau tôi chỉ dạy được vào tối thứ năm nha các bạn. Còn các buổi tối còn lại tôi cũng phải tham gia tập huấn cái lớp sử dụng máy thở rồi. Thì các bạn cũng thông cảm giùm. Có lẽ qua tuần sau nữa thì tôi sẽ có thời gian nhiều để dạy cho các bạn. Và tóm lại là tuần này là chúng ta chỉ học 2 buổi, tuần sau chúng ta chỉ học dự kiến là học 1 buổi vào tối thứ năm. Còn nếu có cái gì thay đổi đó thì tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ thông báo với các bạn. Các bạn vui lòng chờ tôi tí xíu, tôi quay lại màn hình bên kia tôi duyệt cho một cái tín hiệu của các bạn xin vào lớp nữa. Mặc dù tôi cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, các bạn cố gắng tranh thủ học đúng giờ. Tuy nhiên các bạn cũng lại vào trễ nữa thì cũng vài cái chật chọt ở ban đầu do các bạn nhầm cái đường link gì đó. Các bạn vui lòng chờ tôi tí xíu. Rồi. Hôm nay thì tôi sẽ trao đổi với các bạn một cái bài đó là điều trị xuất huyết não và xuất huyết trí nhện. Mặc dù nói chủ yếu vấn đề điều trị, tuy nhiên cái file mà tôi gửi cho các bạn đó, cái file PDF gửi cho các bạn đó nó có bao gồm các triệu chứng và bệnh học luôn và chẩn đoán luôn. Cái đó các bạn phần đó thì các bạn tham khảo thêm. Tôi ở đây chủ yếu nói vấn đề chủ yếu là điều trị mà thôi. Đối với xuất huyết não, bài hôm nay tôi sẽ trao đổi 2 phần, đó là xuất huyết trong nhu mô não và xuất huyết trí nhện. Đối với xuất huyết não thì chúng ta biết nguyên nhân của nó đứng hàng đầu là do tăng huyết áp. Như vậy vấn đề là chúng ta biết đối với tăng huyết áp thì chúng ta phần lớn chúng ta điều trị khác với do dị dạng hoặc là những nguyên nhân khác. Vấn đề đặt ra là nhìn trên phim CT làm sao chúng ta xác định đây là vị trí xuất não do tăng áp. Đối với xuất huyết não do tăng huyết áp thì thông thường nó có vị trí như sau. Thứ nhất là vị trí thường, vị trí B, vị trí C này các bạn. Cái vị trí BC là thường liên quan cái xuất não tăng áp. Vị trí A, vị trí D và vị trí E. Đây là 5 cái vị trí mà chúng ta hay gặp nhiều nhất đối với xuất huyết não do tăng huyết áp. Về điều trị, nguyên tắc điều trị thứ nhất là chúng ta phải phối hợp trong điều trị xuất não, phối hợp điều trị nội khoa với phẫu thuật. Tuy nhiên mặc dù cái sự tiến bộ trong vấn đề điều trị phẫu thuật rất là nhiều cho bệnh nhân xuất huyết não, tuy nhiên cái vai trò của nó thực tế thì cũng còn rất là hạn chế. Đối với trong cái điều trị này thì tôi cũng chia ra 2 phần. Thứ nhất là điều trị chung,
Trong cái điều trị chung này chúng ta phần lớn nó giống như là điều trị trong cái nhồi máu não, vẫn cấp cứu trên bệnh nhân xuất huyết não theo nguyên tắc ABC. Như vậy bữa đó tôi đã nói rồi, ổn định thân nhiệt, kiểm soát đường huyết, dự phòng xuất huyết tiêu hóa, giảm độ quánh của máu, nuôi dưỡng chăm sóc, theo dõi các chức năng thần kinh và đánh giá khả năng nuốt và tư thế đầu. Thì các bước điều trị chung này nè, nó hoàn toàn nó giống như trong cái điều trị trong nhồi máu não. Tuy nhiên có vài cái sự khác biệt trong vấn đề kiểm soát huyết áp thì tôi sẽ nói với em các bạn rõ hơn. Đối với nhồi máu não thì chúng ta biết phần lớn chúng ta giữ huyết áp tâm thu khoảng 160 đến 180 nhồi máu não nhé. Tại vì tôi dùng cái bút tôi vẽ trên đây có lẽ nó hơi xấu. Nhưng trong xuất huyết não thì chúng ta thấy giống như một cái vòi nước mà nó bị vỡ ra, nó chảy như vậy. Muốn hạn chế chảy thì làm sao chúng ta cái áp lực tác động lên chỗ vòi nước này nè, nó thấp đi. Giống như bằng cách là chúng ta phải hạ huyết áp xuống, phải xung quanh khoảng mức là 140 nha. Báo các bạn bây giờ vẫn còn vài cái tín hiệu mà các bạn xin vào lớp. Thật ra tôi không cho vào vì cũng rất là ngại, do đó thôi các bạn chờ tôi tí xíu nữa tôi quay lại vào tôi duyệt cho các bạn đó. Nhưng mà nhắc lại các bạn lần nữa, lần thứ tiếp theo chúng tôi không chấp nhận phải giờ này mà phải quay lại màn hình phải duyệt các bạn vào lớp nha. Rồi, cái mức kiểm soát huyết áp trong xuất huyết não thì theo những cái nghiên cứu mới gần đây ta thấy là giữ huyết áp tâm thu là khoảng 140. Đây là cái mức mà nó thấy là tương đối lý tưởng để làm sao cho cái huyết áp này, nó để làm sao cho cái máu nó đừng chảy nhiều hơn, và đồng thời nó cũng phải đủ đảm bảo cái lượng tưới máu não cho những cái tế bào não tổn thương. Các bạn thấy không, tới giờ này cũng vẫn còn các bạn xin vào lớp thôi, các bạn đó vui lòng thôi khỏi vào lớp nhé. Và khi kiểm soát huyết áp trên bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não hay xuất huyết não, vẫn tốt nhất là chúng ta sử dụng cái thuốc đường tĩnh mạch. Đối với điều trị chuyên biệt tiếp theo nữa, xin lỗi các bạn tại hôm nay tự nhiên sao máy nó bị lỗi phong như vậy. Đối với điều Thì trị tao không nghe tiếng gì hết này ạ. Thầy xem lại xem. rồi rồi chờ tí xíu. Nghe mà, nghe mà. Bạn nào không nghe có lẽ là chúng ta kiểm tra lại cái âm thanh của máy của mình nha. Vì phần lớn các bạn đã nghe, còn mình không nghe là chắc chắn do lỗi máy của mình này. Thứ hai là tôi kiểm tra cái micro của tôi đây bình thường. Đối với điều trị chuyên biệt thì trong xuất huyết não có các bước điều trị chuyên biệt như sau. Thứ nhất là kiểm soát vấn đề đông máu. Thứ hai là kiểm soát vấn đề tăng áp lực nội sọ và điều trị những cái dự phòng và điều trị co giật nếu xảy ra và phẫu thuật. Vấn đề kiểm soát đông máu thì đối với kiểm soát đông máu á, chúng ta thấy trên xuất huyết não thì thường là do nguyên nhân tăng huyết áp. Tuy nhiên một số trường hợp xuất huyết não có thể năng không phải là do tăng áp mà có khả năng là liên quan bệnh nhân sử dụng thuốc kháng đông hay chống kích thích tiểu cầu. Thì khi mà gặp tình trạng rối loạn đông máu do cái sử dụng thuốc kháng đông hay chống kích thích tiểu cầu đó, bước đầu tiên là chúng ta ngưng các thuốc đó, ngưng chống kích thích tiểu cầu, ngưng sử dụng các thuốc kháng đông và chúng ta sử dụng cái thuốc tốt nhất là chúng ta sử dụng cái phức hợp rồamin đậm đặc để truyền cho bệnh nhân. Có thể sau đó chúng ta có huyết tương tươi đậm đặc chúng ta truyền và sử dụng cái vitamin K.
Nếu mà cái sử dụng xuất huyết não này là do có liên quan vấn đề giảm tiểu cầu, đặc biệt là tiểu cầu khi nó dưới 50.000, lúc đó chúng ta có chỉ định chuyển tiểu cầu tươi cho bệnh nhân. Tuy nhiên một điều cũng cần lưu ý rằng đối với xuất huyết não mà do giảm tiểu cầu cực kỳ hiếm. Thì lý do là thường cái bệnh lý về vấn đề tiểu cầu thường nó gây nguy cơ tử vong chủ yếu là các cơ quan khác, nó xuất huyết ào ạt các cơ quan khác, hiếm khi nào mà nó sẽ gây xuất huyết não. Khi đến nỗi mà xuất huyết não thì thường là nó đã tử vong do các nguyên nhân khác rồi. Nhưng mà khi sử dụng như vậy đó thì sử dụng bao lâu thì thường á, là có khả năng thường tùy theo cái thời gian có thể là 1 đến 2 tuần. Và khi mà điều trị ổn định rồi đó, lúc đó chúng ta mới tái sử dụng lại những cái thuốc chống đông hay chống lọc tiểu cầu nếu bệnh nhân có chỉ định. Vấn đề nữa là kiểm soát áp lực nội sọ. Kiểm soát áp lực nội sọ thì đối với xuất huyết não nó cũng có vài đặc biệt so với nhồi máu. Thì chú ý kiểm soát áp lực nội sọ thì thường lách gô dưới bằng 8 điểm. Dưới 8 điểm thì chúng ta thấy những bệnh nhân này thường nó có chỉ định. Đối với kiểm soát cái áp lực nội sọ thì thường người ta sử dụng những cái phương pháp sau. Thứ nhất là nâng cao đầu cho bệnh nhân nằm khoảng 30 độ. Trừ những trường hợp nào mà có tụt huyết áp quá thì chúng ta không thể đầu cho đầu cao, chúng ta cho nằm ngang. Thứ hai là nếu mà bệnh nhân có kích thích đó, chúng ta xem xét cho sử dụng những cái thuốc an thần. Tuy nhiên an thần đây chúng ta không phải là sử dụng quá liều, chúng ta cũng sử dụng trong cái mức kiểm soát và vẫn sử dụng cái mannitol. Vai trò của mannitol vẫn hiệu quả trong trường hợp xuất huyết não gây phù não. Trong trường hợp nếu mà có đầy đủ trang thiết bị đầy đủ thì có thể chúng ta xem xét cho bệnh nhân mê, thở máy và truyền barbiturat cho bệnh nhân luôn. Barbiturat này mục đích là để an thần gây ngủ cho bệnh nhân, nó để chống phù não cũng khá tốt. Và khi mà chúng ta kiểm soát bằng thở máy thở, chúng ta cố gắng duy trì PaCO2 khoảng 25 đến 30 mm thủy ngân. Một vấn đề nữa trong cái xuất huyết não nữa, nó có liên quan đến phẫu thuật dẫn lưu não thất. Nếu mà phù não nhiều quá và nó máu nó chảy vào trong não thất, nó làm tắc sự lưu thông dịch não tị thì cũng có thể xem xét dẫn lưu não thất cho bệnh nhân. Vấn đề tiếp theo trong cái điều trị xuất huyết não đó là cái điều trị co giật. Thật sự trong cái xuất huyết não, cái tỷ lệ mà có biến chứng co giật tiểu động kinh là cũng là khá cao hơn là nhồi máu. Nhưng mà khuynh hướng người ta không có cho thuốc dự phòng trước, chỉ khi nào bệnh nhân có co giật thì lúc đó người ta mới xử trí nha, người ta mới xử trí. Và khi sử dụng cái thuốc điều trị chống co giật thì thường khuynh hướng người ta sẽ sử dụng những cái thuốc trong cái bài điều trị động kinh thì tôi sẽ nói rõ hơn, chủ yếu cắt cơn bằng đường tĩnh mạch. Có nghĩa là trên bệnh nhân xuất huyết não mà có biến chứng co giật thì đầu tiên là chúng ta phải sử dụng cố cắt cơn đường tĩnh mạch trước. Hai cái thuốc mà thông thường hay sử dụng đó là cái Seroxen và hoặc là Midazolam. Thì hai cái thuốc này thường chúng ta sử dụng thường xuyên để cắt cơn bằng đường tĩnh mạch xong rồi lúc đó chúng ta mới cho dạng uống. Chứ bây giờ bệnh nhân đang xuất huyết não, bệnh nhân giật đùng 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 đó, chúng ta đè, chúng ta cho dạng uống, đợi cho cái thuốc mà dạng uống nó có tác dụng khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau nó mới có tác dụng, thì lúc đó bệnh nhân sẽ phù não, bệnh nhân sẽ tử vong luôn nha. Do đó một điều nhắc lại, nếu mà bệnh nhân có co giật trên cái nền bệnh nhân xuất huyết não thì thuốc bắt buộc chúng ta phải xài cắt cơn, đó là thuốc đường tĩnh mạch. Và song song cái thuốc cắt cơn đường tĩnh mạch chúng ta cho thuốc dạng uống kèm theo. Đối với xuất huyết não, khi nào chúng ta mới mổ, mới mời ngoại khoa, những bác sĩ bên ngoại thần kinh mới xem xét mổ. Thứ nhất là máu tụ trên đường, máu tụ ở tiểu não nha, xuất huyết ở tiểu não, hồi nãy cái hình ban đầu đó, đường kính trên 3 cm, mà các triệu chứng này thần kinh nó xấu dần hơn thì chúng ta mới xem xét phẫu thuật cho bệnh nhân. Thứ hai là xuất huyết não do dị dạng. Chúng ta biết rồi đó, đối với xuất huyết não do tăng huyết áp thì nhờ cái khối máu tụ này nó ngày càng lớn dần, nó tạo giống như một cái quả cầu, nó đè vào cái động mạch đang chảy. Cũng nhờ cái khối máu tụ đó mà có khả năng nó đè vào và nó cầm máu được. Đối với xuất huyết não do tăng áp, tuy nhiên xuất huyết não do dị dạng thì phần lớn là máu nó chảy liên tục hoài, không kiểm soát được. Do đó cái chỉ định thứ hai là xuất huyết não do dị dạng thì cũng xem xét can thiệp ngoại khoa. Thứ ba là ở bệnh nhân còn trẻ. Chúng ta biết đối với bệnh nhân già thì thường các rãnh vỏ não của nó rộng lắm. Và khi mà nó vỡ, mạch máu nó chảy thì cái khả năng phù não của người già nó không nặng nề bằng ở người trẻ.
người trẻ các cảnh vỏ não nó rất là hẹp, và khi mà nó phù não vậy đó, khi mà cái khối máu tụ nó phù thì nó sẽ xâm lấn, nó đè vào những cái tế bào não ở vùng xung quanh nó nhiều hơn là ở người già. Do đó cái người trẻ mà xuất huyết não cùng một cái thể tích thì có khả năng nguy cơ tử vong cao hơn là ở người bệnh nhân lớn, lớn tuổi. À, không có chỉ định mổ, có nghĩa là trên bệnh nhân mà xuất huyết não mà chúng ta thấy cái khối máu tụ nó vừa dưới 10 ml thì không cần phải mời ngoại khoa làm chi. Hoặc là xuất huyết não mà nó hôn mê sâu rồi, lúc đó cũng không cần phải mời ngoại khoa. Ví dụ lách gô dưới hoặc là 4 điểm thì thường mổ nó nguy cơ nó tử vong cao hơn. À, bên cạnh đó chúng ta cũng nên cho bệnh nhân giống như nhồi máu não, cho bệnh nhân vận động sớm và vật lý trị liệu càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Vấn đề tiếp theo nữa là khi nào chúng ta mới quyết định sử dụng thuốc chống kích thích tiểu cầu cho bệnh nhân. Ví dụ một bệnh nhân đang xuất huyết não, sau một tuần lễ sau bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, à, hoặc là bệnh nhân mới bị xuất huyết não một tuần lễ sau bệnh nhân bị tắc mạch, hoặc một lý do gì đó bệnh lý tại tim thiếu máu, hoặc là nhồi máu não tiếp theo, thì vấn đề là chúng ta có được sử dụng thuốc chống kích thích tiểu cầu hay kháng đông hay không. Tại chúng ta biết là sử dụng chống kích thích tiểu cầu hay kháng đông là nó nguy cơ nó chảy máu nhiều hơn. Như vậy vấn đề đặt ra là khi nào chúng ta mới tái sử dụng lại. Thứ nhất, câu trả lời muốn sử dụng là chúng ta phải, bác sĩ chúng ta phải đánh giá là cái tiềm năng nè, sử dụng nha, lợi ích tiềm năng sử dụng cao hơn là nguy cơ, có nghĩa là lúc đó bác sĩ chúng ta rất là cân nhắc. Thứ hai là khi sử dụng huyết áp bệnh nhân phải được kiểm soát tốt nha, chúng ta mới quyết định có khả năng xem xét xài chống kích thích tiểu cầu. Và như tôi nói trong cái những cái slide đầu, nếu mà chúng ta sử dụng chống kích thích tiểu cầu thì ít nhất khoảng 1 đến 2 tuần sau chúng ta mới bắt đầu xài. Ví dụ mới xuất huyết não ngày thứ 3, thứ 4 chúng ta không nên xài chống kích thích tiểu cầu nếu mà bệnh nhân có những cái bệnh lý cần sử dụng. Ví dụ bệnh nhân mới nhồi xuất huyết não ngày thứ 5, thậm chí ngày thứ 5 luôn, mà bệnh nhân có một lý gì tại tim, bệnh nhân bị thiếu máu nặng, cơ tim nặng cần phải sử dụng chống kích thích tiểu cầu thì chúng ta cũng phải rất là cân nhắc. Và chúng ta nên sử dụng khi trong trường hợp mà lợi ích sử dụng cái thuốc đó chúng ta đánh giá nó cao hơn là nguy cơ. Và nếu mà xài là thường bắt đầu 1 đến 2 tuần sau chúng ta mới bắt đầu xài. Và nếu mà chúng ta xài thì chúng ta xài khoảng cái liều nó khoảng phân nửa cái liều thông thường thôi. Có thể xem xét từ 30mg đến 160mg chứ không sử dụng giống như cái liều mà khuyến cáo điều trị là khoảng 160 đến 325 đối với aspirin. Chúng ta nên nhớ nha, nếu xài chúng ta xài liều phân nửa là thôi. Đối với sử dụng thuốc kháng đông, khi nào mới sử dụng lại? Một lý do gì đó chúng ta cần phải sử dụng thuốc kháng đông, như tôi nói, có khả năng do bệnh lý từ tim sau khi nhồi máu, sau khi xuất huyết não. Thì nếu muốn xài đó, thì ít nhất khoảng 4 tuần sau chúng ta mới quyết định xài. Ít nhất khoảng 4 tuần sau chúng ta mới quyết định xài cái thuốc kháng đông. Dự phòng xuất huyết tiêu hóa thì đối với dự phòng xuất huyết đối với dự phòng xuất huyết não thì khi mà bệnh nhân chúng ta điều trị ổn định rồi đó thì chúng ta phải cố gắng chúng ta kiểm soát huyết áp tốt, làm sao dưới 13.8 luôn. Trong giai đoạn cấp thì chúng ta giữ khoảng 14, nhưng mà khi xuất viện về ổn định thì có thể chúng ta duy trì huyết áp dưới 13.8. Và người ta thấy rằng việc ngừng thuốc lá, ngừng sử dụng rượu bia, chất ma túy, cũng giống như là cái vấn đề là ngừng thở lúc ngủ thì nó cũng được khuyến cáo là để dự phòng xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não. Về tiên lượng, đối với xuất huyết não thì chúng ta thấy đặc biệt là trong 30 ngày đầu cái tỷ lệ tử vong nó theo nghiên cứu nó phải 35-52%, mặc dù có thể chúng ta điều trị tích cực tốt nhưng mà tỷ lệ tử vong nó rất là cao. Các tố tiên lượng tử vong sớm cho bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân lớn tuổi, thứ hai mới vào bệnh nhân đã có lách gô rất là thấp rồi, hoặc là thể tích nó lớn quá và xuất huyết mà nó tràn trong não thất, và vị trí nó xuất huyết sâu bên trong và nó có liên quan đến xuất huyết tiểu não, và trên cái nền bệnh nhân có sử dụng cái thuốc kháng đông hoặc chống kích thích tiểu cầu trước đó, thì chúng ta thấy những trường hợp này nguy cơ xuất huyết nó cao hơn, và xin lỗi, nguy cơ nó tử vong nó cao hơn. Như vậy đối với xuất huyết não thì tóm lại là các bạn nên lưu ý giùm tôi một số chuyện như sau. Một là phần lớn xuất huyết não nguyên nhân chủ yếu của nó là do tăng huyết áp, chiếm tỷ lệ khoảng 50-60%. Các vị trí của xuất huyết não do tăng huyết áp là thường là ở vùng hạch nền, ở vùng thân não hoặc là tiểu não,
Đó là cái ba cái vị trí mà nó hay gặp nhiều nhất. Tuy nhiên một số trường hợp có khả năng nó gặp có thể xuất huyết ở vùng vỏ cũng có nha. À, vấn đề điều trị của xuất huyết não có hai phần. Thứ nhất là điều trị chung. Thì đối với điều trị chung thì nó cũng hầu như nó cũng không có sự khác biệt nhiều đối với điều trị nhồi máu não. À, tuy nhiên có vài cái điều khác biệt nhỏ nhỏ, đó là mức kiểm soát huyết áp. Đối với nhồi máu não chúng ta giữ huyết áp phải 16 đến 18 trong giai đoạn cấp, nhưng xuất huyết não chúng ta giữ huyết áp khoảng 14. Khi ổn định về chúng ta đưa khoảng dưới 13-8. À, thứ hai nữa, trong xuất huyết não thì chúng ta thấy các chỉ định ngoại khoa. Khi nào chúng ta xài chỉ định ngoại khoa, ba cái chỉ định mà chúng ta nên lưu ý. Như vậy phần xuất huyết não, những cái điều trị của nó cũng không phải là gì phức tạp và phần lớn. À, chúng ta trong bài tôi có nói rất là rõ. À, cái phần tiếp theo đó là cái điều vấn đề là điều trị xuất huyết dưới nhện. Các bạn thấy đối với xuất huyết dưới nhện thì nó là cũng một phần trong cái xuất huyết não. Chúng ta thấy trong cái khoang màng nhện này, thứ nhất về cấu trúc dự phẫu, đây là da đầu, đây là cái màng nhện, đây là gọi là cái khoang màng nhện. Và chúng ta thấy trong cái khoang màng nhện này các động mạch ấy đi trong đó rất là nhiều, mà thường là những cái động mạch lớn nó chạy trong cái khoang màng nhện rất là nhiều. Và cái cấu trúc khoang màng nhện này chúng ta thấy nó rất là lỏng lẻo. Chính lý do đó một khi mà nó xuất huyết khoang dưới nhện thì chúng ta thấy đối với khoang dưới nhện người ta cũng chưa lý giải tại sao. Thường đối với xuất huyết nhu mô não thì thường là do tăng huyết áp, nhưng mà xuất huyết khoang dưới nhện thì phần lớn là do những cái túi phình, những cái dị dạng, những cái túi phình nó bị nằm ở trong cái khoang màng nhện. Mà những cái túi phình này nó sẽ vỡ ra, nó gây xuất huyết. Thì chúng ta biết do cái cấu trúc khoang màng nhện nó rất là lỏng lẻo, và khi nó bị mạch máu nó bị vỡ ra, nó chảy máu thì nó lan tỏa hết khắp các màng não hết, và diễn tiến nó rất là nhanh. Và phần lớn chúng ta thấy những cái ca mà gọi là bị đột ngột mà tử vong đó, nhiều khi sáng thức dậy hoặc là đột ngột bệnh nhân thấy mới xuất hiện đó, đột ngột bệnh nhân gục và tử vong luôn đó, thì coi chừng là liên quan cái xuất huyết dưới nhện. Và những cái nghiên cứu trong những cái bài slide tiếp theo tôi có nói, có một những nghiên cứu nước ngoài đã thấy 18% nha, 18% bệnh nhân đối với xuất huyết nhện là 18% là bệnh nhân tử vong trước khi đến bệnh viện rồi đó. À, có nghĩa là trước khi đến bệnh viện ta đột ngột ta thấy có vấn đề đau vào dữ dội đưa bệnh viện mình chết. Có nghĩa là trước tới cổng bệnh viện là chết 18%, 100 ca là chết hết 18 ca. Như vậy nó về mặt giải phẫu này các bạn nên lưu ý giùm tôi, cấu trúc của khoang màng nhện là thường có những cái động mạch nó đi nằm ở bên trong đó, và nó dễ xuất hiện những cái túi phình trên những cái động mạch này, và nó vỡ những cái túi phình này để gây chảy máu ở khoang màng nhện. Nhìn trên đây chúng ta có thể cũng đoán được là khi mà nó vỡ ra vậy, máu mà nó thoát ra khỏi thành mạch, nó vỡ vào, nó xâm lấn lan tỏa hết các màng não, thì thường là bệnh nhân đột ngột đau đầu dữ dội nha, đột ngột đau đầu dữ dội. Các triệu chứng của nó là có thể khám cổ gượng, đặc trưng của nó là đau đầu, rối loạn ý thức, đau đầu, rối loạn ý thức, khám có dấu hiệu kích thích màng não là biểu hiện là cổ cứng. Về vấn đề điều trị nó thì những cái triệu chứng lâm sàng của nó trong cái bài tôi đã gửi các bạn, tôi cũng biết cũng khá đầy đủ. Đối với điều trị xuất huyết dưới nhện, thứ nhất là điều trị theo nguyên tắc ABC. Có nghĩa là vẫn điều trị theo nguyên tắc ABC, cũng không có khác biệt tới nhồi máu não, xuất huyết nhu mô não. Thứ hai là chúng ta biết đối với xuất huyết dưới nhện nó đau, bệnh nhân khó chịu dữ lắm. Do đó chúng ta phải cho thiết kế cho bệnh nhân nằm một cái phòng riêng, tránh ồn ào. Và cái khủng khiếp nhất cho bệnh nhân xuất huyết dưới nhện là cái đau đầu. Do đó tùy theo mức độ nhiều, nặng hay nhẹ, thì thông thường người ta sử dụng cái paracetamol truyền cho bệnh nhân. Có thể ngày một ngày khoảng 4 gram cho bệnh nhân. Nếu mà chưa đáp ứng nữa, có thể xem xét sử dụng những cái dẫn chất của codeine. Hoặc là nặng hơn nữa chúng ta sử dụng tramadol, thậm chí chúng ta sử dụng morphine cho bệnh nhân. Để làm sao? Để mục đích là phải giảm đau cho bệnh nhân. Tại đau làm bệnh nhân nó sẽ có những cái biến chứng co thắt mạch nữa. Tại vì đau quá nó sẽ cho những cái tín hiệu nó báo cơ thể chúng ta là mạch máu nó bị vỡ rồi đó, thì cái phản xạ tự nhiên của cơ thể chúng ta là sao, là co thắt mạch. Nghĩa là khi nó làm, bây giờ đã mạch máu nó bị vỡ, nó chảy rồi, bây giờ nó co thắt động mạch nữa thì nó sẽ có một cái biến chứng gọi là biến chứng
nhồi máu não sau khi xuất huyết dưới nhện. Vấn đề thứ tư nữa, trên nhân xuất huyết não là vấn đề dự phòng xuất huyết tiêu hóa. Thì vấn đề dự phòng xuất huyết tiêu hóa thì trên nhân xuất huyết dưới nhện thì chúng ta cũng vẫn giống như là các bệnh lý đột quỵ, nhồi máu hoặc là xuất huyết nhu mô. Một điều lưu ý nữa là đối với xuất huyết nhện thì huyết áp thường chúng ta phải đưa dưới 14. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Do cái cấu trúc trong cái khoang màng nhện nó rất lỏng lẻo, mà nếu mà chúng ta không kiểm soát huyết áp tốt, đưa về dưới 14 thì máu nó sẽ chảy hoài, chảy liền mạch, chảy hoài, và bệnh nhân sẽ đi vào cái trường hợp của loạn vị giác và tử vong rất là sớm. Ổn định đường huyết thì nó cũng giống như cái phần nhồi máu não thì tôi không đề cập ở đây, kiểm soát nhiệt độ nó cũng vậy. Một điều lưu ý nữa là trên bệnh nhân xuất huyết dưới nhện, người ta khuyến cáo nên sử dụng cái nimodipine. Nimodipine này là một cái dạng thuốc chẹn canxi chọn lọc nha, chẹn canxi chọn lọc. Nó có tác dụng là ngăn ngừa, nó có tác dụng là ngăn ngừa co thắt ở động mạch ở não. Nếu mà chúng ta thông thường người ta thấy là nếu mà sử dụng cái này nó có khả năng dự phòng được những cái biến chứng co thắt mạch cho bệnh nhân. Và khi sử dụng cái này thường ta khuyến cáo là nên sử dụng khoảng 3 tuần hoặc 21 ngày. Tại vì trong 21 ngày đầu thường nó dễ có biến chứng co thắt mạch lắm. Bù nước và điện giải cũng là vấn đề cần hết sức lưu ý cho bệnh nhân xuất huyết dưới nhện, thì thông thường có thể truyền cho bệnh nhân mỗi ngày khoảng 2 đến 4 chai Nachiloro 9/1000 để đảm bảo cung cấp nước điện giải cho bệnh nhân tốt. Thì chúng ta biết đối với xuất huyết dưới nhện thì thường bệnh nhân đau đớn lắm, bệnh nhân ăn uống không được và cần phải bù nước điện giải. Và người ta thấy rằng cái nước điện giải cho bệnh nhân á, trong trường hợp mà nó có liên quan đến cái biến chứng co thắt mạch nữa, do đó nước mà điện giải không đầy đủ thì nó có dễ có những cái biến chứng co thắt mạch nhiều hơn. Cung cấp dinh dưỡng và năng lượng thì cũng giống như cái bệnh lý đột quỵ chung. Chống táo bón, một điều cần lưu ý là trên bệnh nhân đột quỵ, trên bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện, nếu mà chúng ta không cho những thuốc dự phòng chống táo bón thì khuynh hướng bệnh nhân khi người ta đi cầu, ta gặn, và khi người ta gặn như vậy nó tăng áp lực nội sọ, nó chảy máu nhiều hơn. Do đó vấn đề hết sức chú ý là vấn đề chống táo bón cho bệnh nhân xuất huyết dưới nhện. Đối với điều trị, nãy giờ tôi nói về vấn đề điều trị chung của xuất huyết nhện, bây giờ điều trị chuyên biệt của xuất huyết nhện nó có gì lạ không? Đối với điều trị chuyên biệt của xuất huyết nhện, chúng ta thấy là rõ ràng nhờ cái phương pháp can thiệp nội mạch. Đối với phương pháp can thiệp nội mạch thì thông thường nó nhiều phương pháp, nhưng thông thường phổ biến nhất là người ta luồn một cateter từ động mạch đùi đi lên, người ta xác định coi nó tắc ở chỗ nào, thì người ta bơm những cái gọi là coi, đây là một cái dạng kim loại mà nó mềm, khi bơm vào nó tạo thành quấn một cục lớn như này, là bít cái tu phần này thì nó ngăn ngừa chảy máu. Người ta khuyến cáo là can thiệp nội mạch này nên triển khai càng sớm càng tốt, đừng có trì hoãn. Nên triển khai càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Các bạn biết đó, đối với trước đây đó, xuất huyết dưới nhện cái tỷ lệ tử vong nó kinh khủng. Phần lớn là bệnh nhân chuyển lên những cái tuyến trên, ví dụ như trước đây Cần Thơ khoảng 15 năm về trước, khoảng 10-15 năm về trước, xuất huyết dưới nhện điều chuyển lên Chợ Rẫy hết, lý do là không có điều kiện để can thiệp nội mạch hay là can thiệp ngoại khoa. Và khi mà chuyển đi như vậy, phần lớn bệnh nhân tử vong dọc đường. Và khi mà lên trên đó, lúc đầu trên bệnh viện Chợ Rẫy cũng chơi cách đây khoảng mười mấy năm cũng chưa triển khai được cái can thiệp nội mạch, thì lúc đó cái tỷ lệ tử vong lên trên đó cũng rất là cao. Tuy nhiên một điều phải công nhận là nhờ sự tiến bộ của vấn đề triển khai can thiệp nội mạch mà cái tỷ lệ tử vong của xuất huyết dưới nhện nó giảm hẳn đi. Thứ hai là phẫu thuật. Thì tuy nhiên cái đối phương pháp phẫu thuật này người ta ít sử dụng rồi. Trước đây, trước khi chưa có can thiệp nội mạch thì cái phẫu thuật được sử dụng triển khai rất là nhiều. Do đó bây giờ người ta chỉ sử dụng phương pháp phẫu thuật. Phẫu thuật là gì? Người ta đưa một cái clip kẹp này đây, người ta tìm một cái túi phình để kẹp cái túi phình lại. Tuy nhiên để tìm cái vị trí có túi phình trên não, người ta đưa cái clip kẹp vào cực kỳ khó chứ không phải dễ đâu các bạn ạ. Và khi mà kẹp như vậy đó, thì thứ nhất là tìm để khó rồi, thứ hai là khi kẹp như vậy đó để đi vào tìm cái động mạch mà nó có xuất hiện cái túi phình để kẹp cái túi phình lại đó, thì nó xâm chấn nó ảnh hưởng đến cái nhu mô não lành xung quanh rất là nhiều, và tìm để đưa dụng cụ vào không phải là dễ. Và phần lớn bệnh nhân sau khi phẫu thuật tỷ lệ tử vong rất là cao. Do đó bây giờ người ta chỉ sử dụng phương pháp phẫu thuật kẹp túi phình. Thứ nhất là một lý do gì đó chúng ta không can thiệp nội mạch được. Thứ hai là can thiệp nội mạch mà nó thất bại
thì lúc đó chúng ta mới sử dụng cái phương pháp phẫu thuật kẹp túi phình. Đây là hai cái phương pháp điều trị chuyên biệt mà như tôi trình bày là khá hiệu quả cho bệnh nhân xuất huyết dưới nhện. Tuy nhiên đâu đó các bạn cũng có thể năng chúng ta thấy là những cái phương pháp khác. Ví dụ cái túi phình nãy giờ nói đơn giản, đây túi phình này dạng túi phình có cuốn, đây là túi phình dạng có cuốn nè, dạng có cuốn này chúng ta can thiệp nội mạch dễ. Còn đây là một cái dạng túi phình này nè, túi phình này làm sao mà kẹp được? Chỉ có cách là sao người ta luồn một cái stent vào bên trong, người ta bung ra, luồn bên trong nội mạch người ta bung ra, thì có nghĩa là để cái dòng máu nó đừng có tác động lên cái thành mạch này, túi phình này, đặc biệt cái túi phình này gọi là túi phình kiểu fusiform, không phải là dạng cuốn mà giống như một cái trái bí đao nó dài vậy đó, thì thường cái tỷ lệ tử vong rất là nặng, rất là cao. Đối với điều trị chuyên biệt nữa trên bệnh nhân xuất huyết nhện, đó vấn đề kiểm soát rối loạn đông cầm máu, cũng giống như là điều trị trong xuất huyết não nãy tôi nói các bạn, khi bệnh nhân có rối loạn đông cầm máu liên quan sử dụng chống có tập tiểu cầu hay là sử dụng cái thuốc kháng đông trước đó, vấn đề đầu tiên là chúng ta ngừng tất cả các thuốc đó và chọn lựa cái phương pháp điều trị đảo ngược, nghĩa là phương pháp điều trị đảo ngược chống lại cái antidote, lại chống lại cái tác dụng phụ của thuốc chống cái tập tiểu cầu hay là cái thuốc kháng đông dạng warfarin. Vì đối với chống cái tập tiểu cầu, nếu bệnh nhân đang sử dụng trước đây mà có khả năng làm biến chứng liên quan cái xuất huyết dưới nhện đó, thì thường người ta phải truyền tiểu cầu tươi cho bệnh nhân nếu mà chúng ta thấy tiểu cầu dưới 100.000. Đối với sử dụng warfarin trước đây có liên quan cái biến chứng gây xuất huyết dưới nhện, thì chúng ta cũng truyền phức hợp rorambin đạm bạc và vitamin K cho bệnh nhân. Và sau đó chúng ta xem xét truyền huyết tương tươi đông lạnh hoặc là huyết tương đã gã đông. Nếu mà trước đây bệnh nhân không phải, bây giờ chúng ta thấy là có cái nhóm kháng đông thế hệ mới đó, thường là người ta sử dụng cái kháng đông mà thuốc hay sử dụng nhiều đó là cái dapirolizumab. Đối với dapirolizumab thì khi nếu mà bệnh nhân lý do gì đó trước đây bệnh nhân đang xài và bệnh nhân xuất hiện cái xuất huyết dưới nhện thì xử trí như thế nào? Thì đối với cái dapirolizumab thì thường có một cái thuốc anti của nó là để giúp điều trị hồi phục đảo ngược mà khá thành công, đó là cái thuốc inarizumab. Tuy nhiên cái thuốc này nó thật sự nó chưa phổ biến đâu, chưa có phổ biến ở thị trường Việt Nam của mình, trừ ra những cái trung tâm lớn. Nếu mà sử dụng không phải là cái thuốc nhóm cái tại dapirolizumab nó tác động lên yếu tố 2, còn nếu tác động lên yếu tố 10A đó, thì cái thuốc kháng đông thay mới 10A, thì cái thuốc để điều trị giúp điều trị hồi phục đảo ngược đó là cái thuốc này, Adicinas Alpha. Thì tuy nhiên cái thuốc này nó cũng không có phổ biến ở thị trường. Thứ nhất là cái giá thành nó cao, thứ hai là thực tế những cái biến chứng do sử dụng những cái thuốc kháng đông mà gây chảy máu thì không phải là nhiều, do đó nhiều khi nó nhập về nó cũng không sử dụng và không bán được bao nhiêu, do đó nó chưa phổ biến ở Việt Nam là như vậy. Trừ khi các nước giàu như ở Mỹ thì lúc nào nó cũng có cái phương pháp sẵn sàng. Nếu mà những cái tác nhân không đặc hiệu khác thì có thể xem xét người ta sử dụng cái thuốc rorambin đạm đặc. Như vậy nãy tôi nói vấn đề xử trí cái biến chứng liên quan vấn đề sử dụng thuốc đông cầm máu, thứ hai là nói về vấn đề xử trí cái biến chứng chảy máu tái phát của xuất huyết dưới nhện. Đối với xuất huyết dưới nhện nó có rất là nhiều biến chứng. Thứ nhất hay sợ nhất là chảy máu tái phát, và người ta thấy rằng cái nguy cơ chảy máu tái phát sớm nó chiếm tỷ lệ trong 24 giờ đầu 4-14%. Nó cầm máu rồi nó chảy lại khoảng 4-14%, và tỷ lệ tử vong liên quan cái chảy máu tái phát là gần rất là cao, 70%. Để phòng ngừa ở cái biến chứng tái phát này thì thường người ta phối hợp điều trị nội khoa tích cực và can thiệp nội mạch, can thiệp nội mạch nãy tôi nói bằng phương pháp đặt coi đó, càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Biến chứng thứ hai, đối với sự trí biến chứng của xuất huyết nhện, cái biến chứng thứ hai là co thắt mạch. Như nãy tôi lý giải với các bạn tại sao mà nó bị co thắt mạch và nó gây thiếu máu não cho bệnh nhân, tôi gọi là thiếu máu não muộn đó. Tại sao?
Thì cái nguyên nhân như giả thuyết là do đau quá, là một cái phản xạ tự nhiên nó co thắt mạch. Và khi mà nó co thắt mạch, và hậu quả của nó là dẫn đến cái dạng bệnh nhân thiếu máu não muộn, hay nói nôm na là bị nhồi máu não sau khi co thắt mạch. Và người ta thấy cái tỷ lệ cái biến chứng co thắt mạch là khoảng 30%. Và cái biến chứng co thắt mạch này nó sử dụng nó sườn nó xuất hiện vào ngày thứ tư đến ngày thứ 14 của bệnh nhân sau khi khởi phát. Như tôi nói, nguyên nhân giả định của cái nhồi máu não này hoặc là thiếu máu não muộn này thường là liên quan cái co thắt mạch. Và để dự phòng thì thường người ta, như nãy tôi nói, cái thuốc nimolidine và duy trì thể tích, đây là hai cái phương pháp mà để dự phòng tốt nhất cho bệnh nhân cái biến chứng co thắt mạch. Như vậy phòng không thì cũng chưa chắc phòng được. Nếu mà nó có biến chứng thì sao? Thì khi mà có biến chứng thì người ta xử trí bằng cách là làm tăng cái thể tích máu, làm tăng cái thể tích máu lên bằng cách là sử dụng cái phương pháp làm tăng huyết động, có nghĩa là nâng huyết áp lên đó. Nói nôm na là để nâng huyết áp lên đó bằng những cái thuốc vận mạch, thông thường có thể dùng dopamine, những cái no epinephrine và phenylephrine, là những cái thuốc này chúng ta thường là gọi là những cái thuốc vận mạch trong những trường hợp mà bệnh nhân tụt huyết áp đó. Tuy nhiên trong cái co thắt mạch này là đôi lúc huyết áp không phải là cao, và có thể nó khoảng 14, 15, nhưng mà chúng ta vẫn có thể xem xét sử dụng cái thuốc này. Tuy nhiên một điều lưu ý là khi sử dụng cái thuốc này, với điều kiện là thường là bệnh nhân đã được phẫu thuật rồi nha, hoặc là được can thiệp nội mạch rồi, chúng ta mới sử dụng nâng huyết áp lên. Nếu bệnh nhân chưa được bích túi phình lại bằng phương pháp can thiệp nội mạch hoặc là phẫu thuật thì chúng ta không sử dụng cái phương pháp làm tăng huyết động nha, lý do là bệnh nhân sẽ tỷ lệ tử vong cao hơn. Hoặc là những cái phương pháp là nâng mạch bằng bóng. Thường cái nâng mạch bằng bóng trong cái điều trị cái dự phòng co thắt mạch thì người ta chỉ định cho những cái trường hợp là co thắt mạch khu trú thôi, mà thường tắc những cái động mạch lớn, nó đưa cái bóng vào nó nâng cái động mạch ra để giảm cái tình trạng co thắt, biến chứng co thắt. Hoặc là nó sử dụng cái thuốc giãn mạch tác dụng trực tiếp, có nghĩa là đưa một cái dụng cụ tác động trực tiếp lên ngay cái đưa cái luồn một cái bơm thuốc trực tiếp ngay cái động mạch nó co thắt, ta gọi là thuốc giãn mạch trong động mạch. Thì thường nó chỉ sử dụng trong những trường hợp mà nó co những cái động mạch nhỏ mà lan tỏa, thì thường nó bơm cái nicardipine hoặc là những cái thuốc qua đường nội động mạch, hoặc là nó sử dụng những cái thuốc qua cái phương pháp bơm những cái thuốc này qua dịch não tủy. Thực tế thì nó cũng nói thật sự các bạn đó, thì tới nay thì về cái vấn đề sử dụng những cái thuốc mà để giãn mạch này đó, trong trường hợp biến chứng co thắt mạch thì đó, thì hiện tại chúng tôi cũng chưa sử dụng nhiều, đặc biệt là những phương pháp nâng mạch bằng bóng hoặc những sử dụng những cái thuốc qua đường dịch não tủy thì chúng tôi vẫn chưa sử dụng. Cái biến chứng thứ ba đó là cái tăng áp lực nội sọ. Tăng áp lực nội sọ trên bệnh nhân xuất huyết di nhện nó do nhiều nguyên nhân lắm, có khả năng là do sự tắc sự lưu thông dịch não tủy, máu nó chảy qua là quá trời nhiều, nó làm tắc sự lưu thông của dịch não tủy hết. Khi mà nó tắc sự lưu thông dịch não tủy vậy đó thì thường thông thường nó sẽ có một cái biến chứng là tăng áp lực nội sọ. Khi mà tăng áp lực nội sọ, nếu mà tăng áp lực nội sọ này do, như tôi nói, do đầu tiên là do máu nó chảy nhiều quá nó tắc sự lưu thông dịch não tủy, thì không có cái thuốc nào mà có khả năng chống phù não được tốt hết bằng cái phương pháp mà là phương pháp chuyển dịch não tủy. Trên hình của các bạn người ta thấy giống như một có một cái đặt một cái sinh một cái catheter, luồn catheter vào bên trong não thất này, và khi mà máu nó chảy ra đó hoặc là dịch não tủy mà nó được tăng tiết ra, nó không hấp thụ được thì nó sẽ được đưa qua một cái dụng cụ, qua một cái bình này, nó có một khoang chứa, và cái dụng cụ này thường là nó sẽ kín hết để đảm bảo có nguyên tắc vô trùng cho bệnh nhân nha. Nếu mà không có sự nếu mà cái không có sự tắc sự lưu thông dịch não tủy nó làm tăng áp lực nội sọ mà có khả năng phù não do những nguyên nhân khác, thì thông thường người ta sử dụng cái muối ưu trương. Muối ưu trương có thể 70,2 đến 23,4%,
có thể sử dụng cái muối u trương này để truyền cho bệnh nhân, hoặc là chúng ta sử dụng maniton. Thì thông thường thực tế ở Việt Nam mình thường người ta sử dụng cái dung dịch maniton nhiều hơn là sử dụng cái muối u trương, hoặc là có khả năng chúng ta sử dụng cái thuốc lợi tiểu cho bệnh nhân. Một cái biến chứng thứ tư trên bệnh nhân xuất huyết nhện đó là cái hạ natri máu. Người ta thấy cái tỷ lệ hạ natri máu khoảng 30%. Hạ natri máu trong nhân xuất huyết nhện thì thông thường nó hai nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là do sự tăng tiết ADH không thích hợp. Nếu mà biến chứng có do tăng ADH không thích hợp thì thông thường đó, khi mà tăng tiết ADH không thích hợp thường nó là cái gì? Nó giữ muối, xin lỗi, nó giữ nước mà nó thải natri ra ở đường niệu. Và hậu quả là natri nó cứ thấp hoài. Và để xử lý trí cái vấn đề này thì thông thường người ta sẽ truyền muối u trương cho bệnh nhân. Và có thể gan năng người ta hạn chế nước uống cho bệnh nhân. Nhưng người ta nói là hạn chế uống nước thì được, nhưng mà cái dịch truyền đó của bệnh nhân đó, thì cũng vẫn phải truyền đủ cho bệnh nhân. Nghĩa là mà chúng ta vẫn có xem xét đối với xuất huyết nhện, người ta vẫn truyền khoảng 1.000 đến 2.000ml trên một ngày cho bệnh nhân thì chúng ta phải đủ đảm bảo. Nếu mà sự tăng tiết ADH với hợp này, thông thường người ta sẽ sử dụng cái muối u trương cho bệnh nhân. Trong cái hạn natri máu nữa, nó có do một cái nguyên nhân nữa là do lãng phí muối của não. Thông thường cái sự lãng phí muối của não này để xử trí của đó thì thường là chúng ta sẽ thấy bằng cách là gì? Thường người ta có thể điều trị bằng cách là truyền dịch bằng nước muối đẳng trương. Có thể xem xét truyền dịch bằng nước muối đẳng trương. Cũng có khả năng người ta truyền muối u trương, cũng có. Và người ta sử dụng cái corticoid, fluorocortisone, sử dụng cái thuốc fluorocortisone để chống lại sự bài niệu của cho bệnh nhân. Như vậy hạ natri máu thì thường nó hai nguyên nhân, mà nguyên nhân thường hay gặp nhất là do sự tăng tiết ADH không thích hợp. Và sự tăng tiết ADH không thích hợp này có khả năng thường nó liên quan cái xuất huyết nhện, nó ảnh hưởng đến vùng lộ thị, nó gây tăng tiết ra cái hormone chống bài niệu và nó cứ thải natri hoài và nó giữ nước lại. Còn do sự lãng phí muối của não thì thường cái này nó ít gặp hơn. Một biến chứng thứ năm đó là co giật. Thì người ta thấy co giật trên xuất huyết nhện nó chiếm tỷ lệ khoảng 6-18%. Và khi mà sử dụng cái bệnh nhân đã có biến chứng co giật thì cái thuốc mà người ta nghiên cứu nhiều là thường tĩnh mạch để cắt cơ bệnh nhân là thuốc levetiracetam. Người ta hạn chế sử dụng cái thuốc co giật chống co giật là cái phenytoin vì người ta thấy nó có làm cái suy giảm nhận thức của bệnh nhân. Biến chứng thứ 6 và biến chứng thứ 7 thì có lẽ chúng ta sẽ thấy ít đề cập tới một số sách, như gần đây người ta thấy vấn đề là thiếu máu cho bệnh nhân xuất huyết nhện. Thì khi mà trên nhân xuất huyết nhện thì ta thấy cái tỷ lệ mà thiếu máu nó khoảng 18%. Thiếu máu này có khả năng do nhiều nguyên nhân, thông thường là do máu chảy. Thứ hai là cũng có khả năng là trên cái nền tảng bệnh nhân đã có thiếu máu từ trước. Tuy nhiên người ta thấy cái tỷ lệ là thiếu máu khá cao là khoảng 18%. Và khi điều trị thì người ta sẽ truyền máu cho bệnh nhân. Mục tiêu là đưa về cái hemoglobin nó khoảng 8-10 gram trên decilit. Biến chứng thứ 7 mà có hay gặp trên nhân xuất huyết nhện đó là phù phổi và rối loạn nhịp tim thì chiếm một tỷ lệ khoảng 23-35%. Đối với xuất huyết não thì đối với tiên lượng thì như thế nào? Như nãy tôi ban đầu tôi có nói các bạn đó. Đối với xuất huyết nhện cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao, mặc dù chúng ta có những cái phương pháp điều trị hiệu quả. Và ở Việt Nam mình đến đây chúng ta thấy là các tỉnh ở trung tâm lớn thường đã có những cái phương pháp triển khai điều trị can thiệp nội mạch, kể cả những cái phẫu thuật clip để kẹp túi phình. Tuy nhiên cái can thiệp nội mạch phần lớn, ví dụ như bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Đa khoa Trung ương, bệnh viện đột quỵ cũng đã triển khai được những cái phương pháp này. Đối với tiên lượng thì đối với tử vong sớm như tôi nói các bạn đó, chết trước nhập viện khoảng 18%. Và sau khi nhập viện thì tỷ lệ tử vong nó cũng khá là cao. Và sau khi nhập viện nó tỷ lệ tử vong nó do rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do máu chảy nhiều quá, hoặc là máu chảy thất thoát, co mạch vân vân. Và tử vong muộn thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong trong một năm đầu của nó chiếm tỷ lệ khoảng 22%. Mặc dù bệnh nhân đã có những cái phương pháp điều trị đặc hiệu. Đối với cái tiên lượng
cho bệnh nhân xuất huyết nhãn thì thông thường người ta thấy bệnh nhân để lại những cái biến chứng hay gặp, đó là suy giảm nhận thức, trầm cảm, lo âu, mất ngủ, tỷ lệ động kinh co giật sau khi xuất huyết nhãn rất là cao, mất khứu giác, hoặc là những cái tú phình tái phát. Thì những cái tú phình tái phát này thì có khả năng là do cái tú phình ban đầu chúng ta can thiệp chưa triệt để, chưa triệt để, hoặc là có khả năng xuất hiện những cái tú phình mới. Như vậy thì đối với bài xuất huyết dưới nhện thì nó tóm lại là đối với xuất huyết dưới nhện, phương pháp để điều trị nội khoa và điều trị chung nó cũng không có sự khác biệt gì nhiều. Chủ yếu là chúng ta làm sao chúng ta điều trị giảm đau thật tốt cho bệnh nhân, cho bệnh nhân nằm trong cái phòng yên lạnh và sử dụng những cái thuốc gọi là ngừa co thắt mạch cho bệnh nhân, và chú ý cái mức kiểm soát huyết áp là thường phải dưới 14. Đó là với điều trị nội khoa. Còn điều trị ngoại khoa, hết sức chú ý là nếu có điều kiện thì chuyển đến những cái trung tâm can thiệp nội mạch càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Tại vì cái phương pháp can thiệp nội mạch là phương pháp hiệu quả nhất hiện nay để điều trị trên bệnh nhân xuất huyết dưới nhện. Chúng ta đừng có trì hoãn, nên chuyển càng sớm càng tốt cho bệnh nhân đến những trung tâm nào có xem xét được can thiệp nội mạch. Và vấn đề thứ ba trong cái điều trị xuất huyết nhện đó là xử trí những cái biến chứng của xuất huyết nhện. Các biến chứng thường gặp nhất là chảy máu tái phát, chảy máu tái phát, hạ natri máu, co giật và tăng áp lực nội sọ là những cái biến chứng thường gặp nhất. Những cái biến chứng còn lại có khả năng thấy, ví dụ như là nãy tôi đề cập đó là rối loạn nhịp tim, phù phổi, thiếu máu, thì đó là những cái biến chứng ít gặp hơn. Thực tế thì trong cái bài xuất huyết dưới nhện thì trình bày cho các bạn thì thấy nó cũng là đơn giản, nhưng mà thực tế đặc biệt là vấn đề can thiệp khó nhất là vấn đề can thiệp nội mạch cho bệnh nhân xuất huyết nhện. Chúng ta biết là để can thiệp được trên một bệnh nhân xuất huyết dưới nhện, chúng ta thứ nhất là chúng ta học chụp PSA khoảng 1 năm, rồi sau đó chúng ta học gần 1 năm nữa trở lên chúng ta mới có khả năng sử dụng đưa những cái dụng cụ lên cái tú phình để can thiệp. Có nghĩa là chúng ta có thể mất ngót khoảng 2 năm trời chúng ta mới sử dụng những cái dụng cụ mà tương đối sử dụng được đó, cũng chưa dám nói là thuần thục nữa. Và phần lớn một điều cũng may mắn là phần lớn các bệnh viện lớn gần đây chúng ta thấy là chỉ đều triển khai được những cái đơn vị đột quỵ và điều trị kịp thời cho những bệnh nhân xuất huyết não, xuất huyết nhệt, hoặc là điều trị đặc hiệu cho bệnh nhân nhồi máu bằng những cái phương pháp điều trị tái thông hiện nay. Và nhờ vậy mà cái tỷ lệ cái biến chứng di chứng, tỷ lệ tử vong trên bệnh nhân đột quỵ nói chung và từng cái thể bệnh nhồi máu não, xuất huyết nhu mô não hay là xuất huyết dưới nhện nó giảm hẳn đi. Như vậy thì cái phần trình bày của tôi trong cái buổi tối hôm nay xin được phép dừng lại tại đây. Thì các em có ý kiến gì thì tôi sẽ giải đáp cho các em ạ. Xin mời các em. Chúng ta đang đang hỏi ạ. Alo. Cái này là trong xuất huyết não và cái dưới nền đó thì cũng được không ạ? Sao em, alo, em nói tôi không nghe rõ em ơi. Vậy là trong cái xuất huyết não và cái xuất huyết dưới nền mình dùng cái CC Prolysin có được không thầy? Thực tế thì hồi nãy giờ tôi chỉ trao đổi với các bạn những cái thuốc mà trong guideline, những cái phương pháp điều trị trong guideline người ta khuyến cáo. Cirrhosin thì nó giống như là trong nhồi máu não, thực tế á, trong khuyến cáo người ta vẫn chưa đưa ra do cái giá trị của nó khiêm tốn lắm. Tuy nhiên hiện tại vẫn sử dụng được em nhé, do một cái khía cạnh nào đó bản thân tôi nhé. Bản thân của tôi thực sự thì khi giải với các bạn thì tôi không đưa vào. Nhưng mà khi mà điều trị cho bệnh nhân thực tế lâm sàng thì tôi cũng thỉnh thoảng tôi sử dụng cái thuốc đây. Thì không phải sử dụng đây là do công ty nó tài trợ tôi đi du lịch này kia, nhưng mà cũng cái cạnh nào đó thật sự đó thấy nó cũng có hiệu quả. Tuy nhiên còn một hiệu quả gọi là ngoạn mục mà rõ ràng đó thì cũng chưa thấy thật sự như vậy. Một yếu cạnh nào đó nó cũng có mang yếu tố tâm lý cho kể cả bệnh nhân và kể cả bác sĩ chúng ta sử dụng. Và nên lưu ý rằng đối với xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện thì chúng ta mới xài được Cire nha. Và nhồi máu não thì chúng ta xài được Cire. Còn đối với xuất huyết não, xuất huyết nhện chúng ta không sử dụng Nutrobin nha các bạn. Những cái thuốc mà gọi là tăng tuần hoàn não đó tuyệt đối chúng ta không xài trên bệnh nhân nhóm xuất huyết nha.
các bạn có ý kiến gì không ạ? Thầy cho em hỏi ạ. Mời em. Thầy cho em hỏi trong cái bệnh nhân xuất huyết não mà trường hợp mà bệnh nhân ăn uống kém và thở máy được, không ăn uống được thầy. Có nên truyền glucose ưu tiên thầy? Thực tế thì như vậy, nếu mà bệnh nhân xuất huyết dưới nhện hay là kể cả xuất huyết nhu mô não mà đến nỗi mà thở máy thì thường là chúng ta biết máu nó chảy nhiều, nó phù não nhiều. Vấn đề đặt ra là nếu mà phù não nhiều như vậy, bệnh nhân khi mà truyền đường thì hậu quả như thế nào? Thứ nhất, khẳng định là đường là năng lượng để truyền cho bệnh nhân. Tuy nhiên là chúng ta thấy là đường nó là một cái dung dịch ưu trương, khi mà chúng ta bơm vào đó, bản chất của đường khi mà bơm vào truyền vào đó thì nó không phải nằm trong mạch máu nhiều mà nó thấm vào cái tế bào não. Và khi mà dung dịch ưu trương mà đường ưu trương nó khi truyền vào nó thấm tế bào não thì nó sẽ kéo nước vào trong tế bào não, thậm chí làm phù não nhiều hơn nữa. Chính lý do đó mà hạn chế sử dụng đường ưu trương tối đa, trừ khi trường hợp nào mà bệnh nhân hạ đường huyết thì mình mới xem xét truyền. Còn thôi là chúng ta truyền đường 5% kết hợp với nuôi ăn qua đường tĩnh mạch cho bệnh nhân, hoặc cần thiết nữa chúng ta có thể hỗ trợ một phần qua ăn chuối là nuôi ăn đường tĩnh mạch, cần thiết chúng ta có thể truyền clipid cho bệnh nhân cũng được. Hạn chế tối đa là truyền đường nha các bạn. Yeah. Nếu có cần thiết thì chúng ta chỉ xài trong trường hợp mà lý do gì đó bệnh nhân tụt đường thì chúng ta cần phải cấp cứu để bơm đường cho bệnh nhân thì chúng ta mới xài ưu trương. Dạ rồi, cảm ơn thầy ạ. Rồi, các em, những câu hỏi của các em rất là hay đó. Thực tế lâm sàng, những em nào làm lâm sàng thì chúng ta sẽ có những cái thắc mắc rất là rõ ràng. Thì mấy em cứ mạnh dạn, chúng ta có vấn đề gì chúng ta đề cập, thậm chí mấy có những cái kinh nghiệm gì mấy em cứ đưa ra nha. Alo, thưa thầy là ở trong tình trạng bệnh nhân bị xuất huyết não mà có rất nặng đó thầy, thì mình nên là can thiệp trước thầy, mình nên là can thiệp trước thầy nhân chức. Alo, cái tín hiệu wifi của em nó hơi yếu quá, do đó cái lời nói nó hơi ngập ngừng quá, em vui lòng em nói lại giùm anh cái. Alo. Trong trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết não. Có hạ huyết áp nặng. Hay là dùng nhau. Em có thể đánh bên phần chat nhắn tin được không? Cái cột cái bên đó, không biết các bạn có nghe không? Sao âm thanh của bạn nói tôi nghe không rõ ạ? Hay là em nào có nghe được thì vui lòng lặp lại cái câu hỏi. Thank you.
ta dám đủ tự tin, chúng ta thấy liền con người chúng ta nghĩ là biến chất co giật, xin lỗi, biến chất co mặt chúng ta điều trị không? Tôi trả lời chắc chắn là không. Biết đâu đó nó liền con người đó là do xuất huyết viêm mô não kèm theo là sao? Có nghĩa là trên bệnh nhân xuất huyết nhẹ nó vẫn có biến chứng xuất huyết viêm mô não kèm theo nữa chứ. Hoặc là nhiều khi trên bệnh nhân có rối loạn đông máu, nó không chỉ chảy máu viêm nhện mà nó còn xuất huyết viêm mô não nữa. Lúc đó chúng ta sử dụng cái phương pháp điều trị nhồi máu não hoặc là phương pháp điều trị như nãy tôi nói thì không được. Ngay lúc đó chúng ta cứ bình tĩnh cho chụp CT dựng hình mạch máu hoặc là MRI dựng hình mạch máu, chúng ta khẳng định một lần nữa có khả năng là có co thắt mạch hay không. Tuy nhiên một điều lưu ý đó là đối với CT dựng hình mạch máu, MRI dựng hình mạch máu, một là chúng ta coi có khả năng có nhân có cái biến chứng co thắt mạch hay không, hoặc là chúng ta cũng có thể loại trừ những cái nguyên nhân khác làm gây yếu liệt ở người thứ phát để chúng ta mới tự tin chúng ta điều trị co biến chứng co thắt mạch. Tóm lại là câu hỏi của em là để trả lời đó thì chúng ta phải dựa trên cái cận lâm sàng trước em à, rồi chúng ta mới biết để điều trị chúng ta tiến hành bên rồi nhé. Có một cái câu hỏi. Alo. Chúng ta thấy là đối với sức não nó không gây chết liền đâu, mà chính cái si thần mãn mình đang lọc thận á, cái nào lọc không lọc và nó chết á. Do đó chúng ta phải nên điều trị sức não thì chúng ta vẫn điều trị, rồi cái lọc thì chúng ta dẫn tới đưa xuống ngoài thận nhân tạo hoặc là chúng ta đưa xuống chuyển tới bệnh nhân lọc thận. Hai cái này chúng ta điều trị không không vẫn được mà. Nhưng mà ưu tiên tới ngày lọc thì bắt buộc phải lọc thận nha, chứ không lọc là nó sẽ lây nặng hơn cái sức huyết não và đồng thời nó đe dọa tử vong đó. Sau đó chúng ta từ từ chúng ta thả tiếp theo, thực tế là lý thuyết thôi. Ít khi nào mà bác sĩ nào chúng ta cho bệnh nhân hạ khoảng 10-20%, rồi sau đó thả tiếp, không phải. Thực tế thì bản thân tôi, ví dụ đi, trong bệnh nhân xuất huyết não mà huyết áp rất là cao, cố gắng đưa về chúng ta chỉnh liều, thực tế cũng không có gì nguy hiểm khác. Chúng ta cố gắng chúng ta chỉnh đầu tiên cái nicardipine thì thông thường. Cái hay của nicardipine là gì? Là nó không cần tính miligam mặt ký mà thông thường nó tính khoảng liều khoảng 5-15mg trên giờ. Thì lúc này thì thông thường chúng ta nên quyết định ban đầu cũng thể chúng ta chọn liều khoảng 5mg trên giờ. Ví dụ bệnh nhân đang huyết áp 2/2, chúng ta truyền không thể là trong một tiếng hồ đầu chúng ta đưa một cái tụt về huyết áp mục tiêu cũng chưa chắc được. Chúng ta cứ bình tĩnh truyền khoảng 15 phút sau chúng ta đánh giá thấy 18, có thể mạnh dạng chúng ta chờ tí xíu nữa sau nó về 16-17. Có nghĩa là chúng ta không phải tính theo cái thật sự á, nếu mà nói là tính theo cái bao nhiêu phần trăm trong một hai tiếng đầu đó là hoàn toàn lý thuyết thôi nha. Không ai mà đủ kiên nhẫn cho chính cái chuyện đó, mà dựa trên cái kinh nghiệm là người ta truyền đi cả cái bên trong vòng một khoảng tiếng đầu, cố gắng đưa về cái áp phẩm mục tiêu là cũng được rồi.
giống như cái bồ nước mà nó đang chảy, đặc biệt là xuất huyết dưới nhện, mà mấy em không gắng đưa về huyết áp mục tiêu sớm nó chảy máu nhiều hơn. Cái đó chúng ta phải biết là chắc chắn, chúng ta phải biết là những cái nguy cơ của nó là như vậy. Chúng ta cứ bình tĩnh đưa huyết áp, cố gắng đưa huyết áp về mục tiêu sớm đi, khoảng 14 đi, đừng có do dự gì chăng á nha. Còn đối với nhồi máu não thì chúng ta cũng không vội, chúng ta duy trì từ từ khoảng 16 đến 18 từ từ. Sợ nhất là đang chảy máu giống như cái bồ nước mà đang vỡ, đang chảy rồi đó, chúng ta chảy áp lực về đó thì nó chảy máu nhiều hơn. Còn cái dạng tính truyền để bao nhiêu phần trăm đó, tính chất lý thuyết thôi. Thực tế tôi cũng không khuyến cáo mấy em nên áp dụng cái đó. Rồi, anh nào có câu hỏi gì không? Cho em hỏi, cho em hỏi lại cái câu chuyện hợp thế này. Và khi mà mình đã hỏi nó thấy cái mình xuất huyết não ổn định á, thì máu nó kém, máu nó có làm tái xuất huyết lại à? Đối với cái chạy thận thì thông thường chúng ta phải kèm theo sử dụng cái thuốc cắt đông à, thông thường là có kèm theo cái sử dụng cái thuốc cắt đông. Tuy nhiên đúng rồi. Tuy nhiên cái giá trị của nó là nó sẽ lợi ích, nó mang lại nhiều hơn là chúng ta trì hoãn chạy thận. Chúng ta phải chấp nhận điều đó thôi. Có nghĩa là chúng ta phải giải thích bệnh nhân. Tại vì sao? Nếu mà ure huyết cao, huyết áp nó tăng cao trên nhân nhồi máu não, nó làm phù não nhiều hơn đó, và nó làm trọng, nó đe dọa tử vong. Cho nên tới giai đoạn lọc thận thì chúng ta cũng phải nên đưa xuống lọc, chấp nhận một bệnh nhân có cái nguy cơ như vậy nha. Chúng ta đừng có trì hoãn bệnh nhân tới giai đoạn lọc thận mà chúng ta không lọc là bệnh nhân nó đi sớm luôn đó. Thầy cho em hỏi là thầy một bệnh nhân mà xuống huyết não kèm theo với cái bệnh đái tháo đường thầy, thì mục tiêu mình nó có khác gì so với công nhân bệnh não? Thực tế như vậy nè, theo khuyến cáo mới đó, cái đường huyết, mức chỉnh đường huyết đó là đường huyết phản ứng. Khi mà gặp vấn đề tăng đường huyết phản ứng thì chúng ta cố gắng duy trì đường huyết khoảng 140 đến 180. Có nghĩa là cho một cái khoảng rộng đó. Cái vấn đề đặt ra là nhân xuất huyết não mà trên nhân đái tháo đường thì sao? Thực tế cái trên bệnh nhân nhồi máu não, xin lỗi, nhồi máu não kể cả xuất huyết não luôn nữa mà đái tháo đường kèm theo, thì chúng ta vẫn điều trị đái tháo đường về mục tiêu bình thường. Có nghĩa là sao? Đối với đái tháo đường, mục tiêu chúng ta có thể đưa về đường dưới 140 hoặc là thậm chí 120 hoặc 100 vẫn được nha, vẫn được bình thường. Tại sao mà đối với tăng đường huyết phản ứng người ta không nên vội đưa về đường huyết thấp? Lý do đơn giản thôi, tăng đường huyết phản ứng đó là một cái phản xạ giống như tự vệ của cơ thể. Khi mà nó tự vệ, nó tăng tiết cortisol nhiều quá thì lúc đó nó đường huyết tăng cao, nó mới tổn thương não nhiều hơn. Còn không thôi thì từ từ nó trở về bình thường, chúng ta đừng có vội quá. Nói tóm lại là trên tăng đường huyết cho bệnh nhân đột quỵ nói chung, chúng ta bình tĩnh, chúng ta đánh giá có hai hướng. Một là tăng đường huyết phản ứng không, nếu tăng đường huyết phản ứng thì cố gắng có thể đưa về 170-180, thậm chí 140 trong cái mức khuyến cáo 14-18. Còn nếu mà trên bệnh nhân này không phải tăng huyết phản ứng mà trên nền tảng ta đái tháo đường rồi, song song chúng ta điều trị tiểu đường bình thường, chỉ có quả chăng là gì, trước đây người ta điều trị tiểu đường bằng đường uống, nhưng trên bệnh nhân bệnh lý cấp thì chúng ta không sử dụng đường uống mà chúng ta sử dụng đường tiêm cho bệnh nhân, sử dụng insulin cho bệnh nhân thôi. Thậm chí chúng ta trong giai đoạn cấp đó, chúng ta vẫn sử dụng chỉnh đường huyết làm sao cho bệnh nhân ổn định, thậm chí khoảng 120 nha, vẫn được bình thường. Rồi, em rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn các bạn. Dạ, em có xin có câu hỏi Dạ, em là có đang học lớp cao học. Dạ, em là có đang học lớp cao học.
Dạ, câu hỏi thứ nhất của em á là trên bệnh nhân xuất huyết dưới nhện, mình xài nimodipine á, thì có một số bệnh nhân là vào viện á thì huyết áp bệnh nhân sẽ không có cao, thì khi đó mình có nên sử dụng không thầy, hoặc mức huyết áp nào là mình sử dụng được đấy? Rồi. Như vậy nè, đối với cái nimodipine, chúng ta biết nó là cái xếp vào nhóm nhện canxi nhưng mà chọn lọc, cho đó thường nó chỉ ngừa co thắt mạch trên bệnh nhân bệnh lý mạch máu não. Tuy nhiên nó cũng có một cái tác dụng phụ của nó là nó hạ áp, nhưng mà mức độ hạ áp của nó không ngại đâu em. Do đó mặc dù có thể người ta xuất huyết nhện vào huyết áp người ta 13, 12, nhưng mà hiếm lắm, thường huyết áp cao không ạ. Nhưng mà ví dụ người ta huyết áp 13 hay 12, vẫn cho cái nicardipine đi, tại vì nicardipine, cái nimodipine đường uống nó hạ áp không có bao nhiêu hết. Do đó em cứ bình tĩnh mà cho, không gì sợ hết. Nhưng mà tôi nói về mặt lý thuyết nha, còn thực tế hiếm khi nào mà nó huyết áp nó thấp đó, thường nó cao cao không ạ. Tại do xuất huyết nhện nó đau, nó gây phản xạ, nó tăng huyết áp chưa, mặc dù bệnh nhân không có tăng huyết áp trước đây nha. Cái đó vấn đề là đừng có sợ mà gây cục huyết áp gì mà chúng ta không dám sử dụng cái hàng nimotet, nhưng tôi nói là nimodipine đó cho bệnh nhân, tại vì cái lợi ích của nó mang lại cho bệnh nhân tốt lắm nha. Dạ em đó anh ơi, em xin có câu hỏi thứ hai. Mình nhắc tới cái giai đoạn cấp trong giai đoạn đột quỵ cái này. Thì mình có mốc thời gian hoặc là dấu hiệu hoặc triệu chứng gì để mình đánh giá cái giai đoạn đó không thầy? Như vậy nè. Thực tế tới bây giờ đó, chưa có một cái tài liệu nào mà nói là cấp cấp mấy bao nhiêu ngày cả. Nhưng mà thường một cái quan niệm chung á là người ta thấy là cấp là từ 7 ngày đầu. Nha. Thường là giai đoạn cấp trong 7 ngày đầu, chứ chưa có một cái tài liệu nào nói khẳng định rằng giai đoạn cấp của đột quỵ não là bao nhiêu ngày. Và thường người ta quan niệm chung là 7 ngày đầu là giai đoạn cấp, rồi sau 7 ngày đó giai đoạn ban cấp. Và giai đoạn cấp thì thường có những biến chứng gì gì đó. Ví dụ đối với đột quỵ não, thường cái giai đoạn cấp nó có các biến chứng, một là phù não, thứ hai là ví dụ nhồi máu não thì nó có phù não, chỉ nhạt xuất huyết hoặc co giật, đó là ba biến chứng gặp cũng như là cấp. Và bán cấp là sau bắt đầu từ thứ hai trở đi thì sẽ có những biến chứng ví dụ như là nhiễm trùng, loét da, thuyên tắc mạch, vân vân, đó là những biến chứng bán cấp. Rồi em rõ không ạ? Dạ em rõ, em cảm ơn thầy. Rồi, có lẽ chúng ta có những cái câu hỏi rất là hay thú vị. Thì tuy nhiên là khi mốt chúng ta đi lâm sàng, tôi sẽ các bạn có thắc mắc gì đó thì tôi sẽ trao đổi các bạn nhiều hơn. Thì có lẽ chúng ta bây giờ đã 9 giờ rồi, thì giờ này các bạn cũng nghỉ ngơi rồi. Thì tôi một lần nữa thì cũng xin lỗi với các bạn là do ban ngày tôi cũng công việc nhiều, một số bạn cũng phải tham gia chống dịch ban ngày, do đó đây là một cái giờ nghỉ mà các bạn cũng phải ngồi ở đây trao đổi học như vậy. Thì tôi cũng thật sự tôi cũng rất là áy náy, tuy nhiên trong cái hoàn cảnh này thì chúng ta phải chấp nhận thôi, và đặc biệt là nhân viên y tế chúng ta trong giai đoạn này chúng ta phải chấp nhận hy sinh, chúng ta đừng có than phiền gì hết á. Tất nhiên là xã hội người ta cũng đánh giá cũng đúng mức. Thì trong giai đoạn này chúng ta là nhân viên y tế thì tôi cũng thứ nhất là cũng xin lỗi các bạn phải dạy cái giờ này cho các bạn, thứ hai là cũng ca ngợi những cái tinh thần mà mấy em nào đặc biệt là trong giai đoạn tham gia tại bệnh viện dã chiến, tham gia chống dịch tại bệnh viện mình, thì cũng mấy em sẽ cố gắng lên nhiều hơn nữa, và hy vọng là dịch nó sẽ qua mau để chúng ta có những cái thời gian còn lại chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn.
trong đúng cái chuyên môn ngành của chúng ta. Thì tôi ngành đầu tiên mà mấy lần tôi cũng phải học thoải mái luôn nha, cũng phải học tập huấn và thoải mái, và kể cả ở trường chuyên ngành ngoại gia liễu tâm thần gì đó cũng phải học thoải mái luôn, cũng phải giới tinh thần chuẩn bị giặt đến nhà đàn bà cũng phải đánh luôn, hay là tao phải giới tinh thần như vậy. Thì vài vấn đề để chia sẻ cho các bạn buổi tối hôm nay thì thôi chúc các bạn ngủ ngon nha. Tôi sẽ báo với lớp trưởng của các bạn, nhưng mà dự kiến nha, dự kiến không có gì.